Xin mời tổ trọng tài về nghỉ. Giữa vận động viên Phan Thị Thu, đơn vị Trương Mỹ gặp Tạ Thị Phương Thúy, đơn vị Hoài Đức ở hạng 48-52kg nữa. Mời các vận động viên chuẩn bị. Xin mời tổ trọng tài điều khiển trận tiếp theo. Mời trọng tài đài Võ Hồng Kỳ, giám định 1 Viết Hà, giám định 2 Văn Toản, giám định 3 Lình Long, giám định 4 Thị Tấm, giám định 5 Văn Trường. Trận thứ 2 chiều hôm nay, Phan Thị Thu Trương Mỹ tổng đài đỏ gặp Tạ Thị Phương Thúy Hoài Đức tổng đài xanh. Xin mời huấn luyện viên cho trang phục vào trong. Mỗi một đơn vị chỉ cử 2 sát tốc viên thôi ạ. Tạ Thị Phương Thúy tổng đài xanh Hoài Đức. Trận thứ hai buổi chiều hôm nay, giải võ của truyền hè thành phố Hà Nội năm 2019. Anh thứ nhất, thứ hai. Mời hai vận động viên vào sân. Hiệp 1 bắt đầu.
Xanh 1, đỏ 1 điểm, Sa Đà. Tốt, toàn thân khá hiệu quả. Đỏ tấn công ngay phút đầu tiên. Tốt, chân phải hiệu quả và tay phải. Tốt, chân phải, chân trái liên tục, hiệu quả. Trận đấu thi đấu rất tích cực. Đài đỏ tiếp tục áp đảo đối phương. Rồi một đòn đá. Rồi, xanh ra đài. Tốt, hoàn toàn hiệu quả. Đỏ thì đấu tích cực, có chân phải hiệu quả. Liên tục chân phải vừa đóng cả đỏ ra đòn hiệu quả. Tốt, hiệu quả. Anh hai lần ra đài. Tài nhắc nhở, góc đài xanh. Hàn đòn nhưng nhẹ. Hàn đòn hiệu quả. Tốt, chân phải được đó, tốt, liên tục. Tốt, tốt. Ngưng 1, hết giờ. Các cầu thủ chuẩn bị. Công bố kết quả. Điểm 1 đỏ thắng. Điểm 1 đỏ thắng. Hết giờ nghỉ. Mời sân tập viên ra ngoài, hai vận động viên vào sàn. Tốt, hiệu quả, chân phải, góc đài đỏ. Bạn đang theo dõi võ giải góc của truyền thành Polo. Rất tốt, góc đài đỏ. Tổ chức tại thi đấu đa năng của Nam Thượng. Trường 26 tháng 6 năm 2020. Hết hiệp 2. 8, 19. Hết hiệp 2. Thank you.